Tự lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi mục bình luận chiều thứ Sáu, 14 tháng 5 năm 2021 với chủ đề là Mask or no mask, vaccine or not vaccine. Chúng tôi tạm dịch là đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang, chích thuốc ngừa hay là không chích thuốc ngừa. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua thì ngay trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã xuất hiện cạnh nhau và cả hai nhà lãnh đạo của nước Mỹ không người nào mang khẩu trang cả. Gương mặt cả hai người rất là vui. Trong khi đó thì đệ nhất phu nhân Jill Biden khi đi thăm một cái trung tâm chích vaccine tại West Virginia, đệ nhất phu nhân cũng không mang khẩu trang. Những người đứng chung quanh bà Jill Biden cũng không mang khẩu trang. Sáng hôm nay chúng tôi xem một cái cuộc trò chuyện của bác sĩ Anthony Fauci, là một trong những thành viên cao cấp của Ủy ban chống đại dịch COVID của Tòa Bạch Ốc. Bác sĩ Fauci đã trả lời một số câu hỏi của một số những khán giả của các đài truyền hình. Thấy bác sĩ Fauci mặt mũi rất hồng hào, không mang khẩu trang. Và ông nói rằng một số người cứ lo sợ rằng cái thuốc vaccine Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson đã được thử nghiệm trong một thời gian quá gấp rút thì liệu có an toàn hay không? Bác sĩ Anthony Fauci nói rằng khoa học là khoa học, không có vấn đề là vì sự thúc bách của một động lực chính trị nào đó mà một loại vaccine được đưa ra dùng cho người dân mà bị thúc ép vì một cái thời gian gấp rút nào cả. Điều đó chứng tỏ rằng trong hai ngày từ chiều hôm qua cho tới sáng nay, hình ảnh của Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, đệ nhất phu nhân Jill Biden và bác sĩ Anthony Fauci chỉ nhằm mục đích cho dân chúng Hoa Kỳ thấy rằng đời sống đang từ từ trở lại bình thường. Life is come back to normal. Cái câu hỏi được đặt ra là với quy định mới của trung tâm CDC là tất cả người nào mà đã chích hai mũi vaccine Pfizer-BioNTech hoặc là hai mũi Moderna sau cái mũi thứ nhì được 14 ngày thì những người đó ở trong nhà hoặc đi ra ngoài đường không cần phải mang khẩu trang và thậm chí không cần phải giữ giãn cách xã hội. Những người nào chích một mũi Johnson & Johnson sau 14 ngày cũng y như vậy. Cái câu hỏi được đặt ra là làm cách nào để người ta biết rằng một người đã chích hai mũi vaccine và đã qua 14 ngày sau mũi thứ nhì? Vấn đề là, thưa quý khán giả, tại nước Mỹ, trẻ em Hoa Kỳ khi mà sinh ra và lớn lên đã được dạy dỗ là phải lương thiện, là phải tự trọng, cho nên người ta tin rằng một cái số lớn dân chúng đang sống tại nước Mỹ, khi họ nói rằng họ chích rồi, có nghĩa là họ chích rồi. Dĩ nhiên cũng có một cái thiểu số nào đó chưa có cái thói quen là sống một cách lương thiện, sống một cách tự trọng như là cái lối giáo dục của Hoa Kỳ thì có thể gian dối trong chuyện đó. Nhưng mà xin được nhắc nhở rằng người nào mà nói rằng đã chích vaccine rồi mà họ khám phá thấy sự thật là chưa chích vaccine đó, thì có thể phải đối diện với bản án tù. Báo chí nói rằng có thể lên tới 5 năm tù. Trở lại vấn đề, thưa quý vị, khi mà bắt đầu vaccine được chích dân chúng Hoa Kỳ, chúng tôi có được thưa chuyện với một người đang dạy tại một cái đại học ở bên Virginia, cho phép chúng tôi được giấu tên. Thì ông người Việt Nam đó nói như thế này, ông giáo sư nói như thế này. Ông bảo là trong gia đình ông thì có một người cháu, tức là cháu con của người em gái, đang có một cái công ăn việc làm là dược sĩ cho một cái hệ thống bệnh viện của nước Mỹ. Thì khi mà vaccine Pfizer-BioNTech bắt đầu được chích cho những người frontline, tức là những người mà trong lĩnh vực y tế đó, thì cái người cháu của cái ông giáo sư đó có cầm về một cái hũ thuốc, còn lại có đúng một liều thuốc, và cái vị dược sĩ đó muốn chích cho cô con gái 14 tuổi. Thì đây là câu trả lời của con gái. Cô bảo không, thưa mẹ. Hiện nay thì nước Mỹ mới bắt đầu chích cho những người ở tuyến đầu thôi, và chích cho những người từ 70, 75 tuổi trở lên thôi. Và con chưa đủ tuổi đó, con nên con không chích. Thì cái vị giáo sư Việt Nam nói với chúng tôi rằng bà mẹ
thì có thể hơi buồn bởi vì đem về cái liều thuốc còn lại muốn chích cho con. Một đứa con gái nhất định không chích, điều đó chứng tỏ rằng đứa con gái đó đã được dạy dỗ trong nhà trường là phải ngay thẳng, phải lương thiện, phải tự trọng, vân vân. Cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng khi trung tâm CDC, tức là kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của nước Mỹ, thông báo chiều ngày hôm qua rằng mọi người đã chích thuốc rồi thì có thể đi ra ngoài đường hoặc trong nhà không cần mang khẩu trang, không cần giữ giãn cách xã hội đó, thì CDC nhấn mạnh rằng cho dù như thế chăng nữa, tất cả mọi người dân sống tại nước Mỹ phải tuân thủ theo cái sự quy định của từng tiểu bang, từng thành phố và thậm chí cái luật lệ của từng cái bộ tộc, nếu đó là thuộc những bộ tộc của người gọi là bản xứ đầu tiên có mặt trên cái đất Mỹ này là những người da đỏ. Ngoài ra thì cũng phải tuân theo những cái quy định của những cái cơ sở tư nhân. Và bây giờ thì cái luật mà không phải mang khẩu trang đó chưa được áp dụng cho những người làm việc trong một số ngành, trong đó có ngành y tế. Thì thưa quý vị, trước khi mà CDC loan báo cái quy định này ngày hôm qua, nếu mà chúng ta theo dõi tin tức, chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều các tiểu bang mà đa số dân chúng theo Đảng Cộng Hòa hoặc là các ông thống đốc là người của Đảng Cộng Hòa, thí dụ như South Carolina, Alabama, Texas, v.v., thì các vị thống đốc đó đã ký sắc lệnh để cho dân chúng được quyền đi ra ngoài sinh hoạt mà không cần phải mang khẩu trang. Dĩ nhiên, thí dụ như tại Texas, ông thống đốc Abbott nói rằng mặc dù đó là sắc lệnh của thống đốc, nhưng mà cũng tùy theo cơ sở thương mại hoặc là những cái địa phương mà họ thấy rằng chưa cho phép thì họ vẫn được quyền làm chuyện đó. Những người nào đi Texas trong thời gian vừa qua đều thấy rằng tất cả các cơ sở làm ăn của người Việt Nam đều đòi hỏi mọi người phải mang khẩu trang khi bước chân vào, trong khi đó thì đi ra đường, hoặc là những cái tiệm ăn, tiệm uống của người Mỹ chẳng hạn, bản xứ. Và chúng ta sẽ thấy rằng rất đông người bản xứ họ không mang khẩu trang, đó là tùy, đó là Texas. Trong khi đó thì chiều ngày hôm qua sau thông báo của CDC, thì thống đốc của một số các tiểu bang dân chủ, thí dụ như là Kentucky, Oregon, Washington, Nevada và Illinois, nói sáng hôm nay rằng sẽ bắt đầu thông báo cho dân chúng các tiểu bang đó biết rằng sẽ không cần phải mang khẩu trang nữa. Còn những cái tiểu bang như là Connecticut, Colorado, Vermont thì nói rằng sẽ áp dụng cái đời hướng dẫn của CDC trong vài ngày sắp tới hoặc là một tuần sắp tới chứ không áp dụng ngay. Thống đốc của tiểu bang Connecticut chẳng hạn là Ned Lamont nói rằng sẽ áp dụng cái quy định của CDC vào ngày 19 tây tháng 5 sắp tới, tức là 5 ngày nữa. Còn thống đốc của Nevada nói rằng sức khỏe của dân chúng là quan trọng hơn cả. Và COVID-19 vẫn là một cái sự đe dọa đối với tiểu bang Nevada và dân chúng của tiểu bang này. Cho nên sẽ có một cái sự chọn lựa thích hợp để bảo vệ sức khỏe của dân chúng. Thưa quý vị, thành thử ra từ sáng hôm nay cho tới bây giờ đó, chúng Tự Lực Bookstore cũng có nhận được một vài cái lời nhắn qua điện thoại, qua email nêu câu hỏi rằng như vậy thì cái vấn đề là giờ phút này đã hoàn toàn tự do được bỏ khẩu trang khi đi ra đường chưa? Chúng tôi xin được nhắc lại theo đúng các bản tin của các hãng thông tấn. CDC nói rất rõ, người nào mà đã chích hai mũi thuốc Pfizer-BioNTech hoặc Moderna mà hai mũi đó đã chích xong được 14 ngày rồi, hoặc là họ chích một mũi Johnson & Johnson sau 14 ngày, thì tất cả những người đó được đi dự những cái buổi sinh hoạt ở trong nhà hoặc đi ra ngoài đường mà không cần mang khẩu trang, thậm chí không cần giữ giãn cách xã hội nữa. Ngoại trừ những trường hợp mà chúng ta tham dự vào những cái buổi tập họp quá đông người, người này chen vai người kia, thì chúng ta vẫn phải mang khẩu trang. Và cái việc mang khẩu trang cũng tùy thuộc vào các cơ sở thương mại tại địa phương, chính quyền tại tiểu bang, chính quyền quận hạt và chính quyền tại các thành phố. Thí dụ, chúng ta có thể đi mua một bộ quần áo tại một cái cửa hàng buôn bán ở miền Nam California chẳng hạn. Nếu mà chủ của cái cơ sở thương mại đó đề một cái bảng rằng bắt buộc chúng ta phải mang khẩu trang thì chúng ta vẫn phải mang khẩu trang mặc dù CDC đã đưa ra cái hướng dẫn ngày hôm qua.
tiểu bang California, Washington DC và nhiều tiểu bang nữa cũng sẽ có cái sự thay đổi cái lời hướng dẫn về vấn đề mang khẩu trang. Ở cấp thành phố thì thị trưởng của Washington DC, thị trưởng của New York City cho biết là họ sẽ xét lại thử xem tình hình dịch bệnh của Washington DC và New York City ra sao, rồi lúc đó họ mới ban hành. Còn tại San Francisco thì Sở Y tế tại đây nói rằng họ sẽ chờ thử xem thống đốc của California sẽ ban hành một quyết định chung ra sao đã, thì họ sẽ thích hợp ở trong chuyện đó. Đó là vấn đề mang khẩu trang. Bây giờ câu hỏi thứ hai là chích vaccine hay không chích vaccine. Thưa quý vị, ở trong lúc hiện nay Ấn Độ dân chúng chết không biết bao nhiêu mà kể, cái số người bị lây nhiễm mỗi một ngày có thể lên tới 400.000 người, và Ấn Độ giờ phút này đang là một cái đại dịch lớn nhất của thế giới đó. Và người dân đến Ấn Độ trong ngày, trong đêm, ước mong, cầu xin để có được một mũi vaccine chích với hy vọng rằng sống sót qua cái cơn đại dịch khủng khiếp này. Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng thế nữa. Thậm chí có những người họ len lỏi đủ mọi cách để họ vào tới biên giới của nước Mỹ. Chưa chắc là họ muốn xin vào đây sinh sống, tức là họ trở thành những di dân đâu. Nhưng mà họ chỉ mong rằng có một phép lạ nào đó mà họ có thể được chích một cái mũi thuốc tại biên giới của nước Mỹ. Thì trong khi đó tại nước Mỹ vẫn có một số rất đông người không chịu chích vaccine, là không chích vaccine. Thống đốc của tiểu bang Ohio phải đưa ra một cái giải nói rằng sẽ cung cấp những cái loại mà vé số đó miễn phí cho những người nào chích vaccine, để hy vọng rằng cái vé số mà trúng 1 triệu đó, người nào chích vaccine biết đâu chừng may mắn thì vừa được chích vaccine mà được vừa trở thành triệu phú. Tiểu bang West Virginia, người dân đi chích vaccine có thể được tặng 100 Mỹ Kim. Một số các tiểu bang khác thì người nào đi chích vaccine sẽ được uống một chai bia, là bởi vì chính phủ tại cái tiểu bang đó đã cộng tác với cái hãng sản xuất bia để họ khuyến khích dân chúng uống bia chẳng hạn. Thưa quý vị, tại sao lại có một số người Mỹ không muốn chích các vaccine? Chúng tôi xin đề nghị quý khán giả của Tự Lực Bookstore khi có thời giờ đó, lên trên cái trang mạng Internet của National Public Radio, viết tắt của chữ NPR.com. Trong ngày hôm nay, quý vị sẽ thấy một cái bài viết có tựa đề là Just 12 people are behind most vaccine hoax on social media. Chúng tôi tạm dịch là trên cái mạng lưới mà xã hội đó, thì chỉ có 12 người là đứng sau những cái thuyết âm mưu cho rằng vaccine là một trò chơi khẩm. Cái bài viết như sau. Kết quả một cuộc nghiên cứu trong một cái bài phóng sự điều tra của đài National Public Radio cho thấy rằng chỉ có 12 người mà họ đã thao túng, họ đã phát tán, họ đã loan truyền những cái tin hoàn toàn không đúng sự thật về vấn đề vaccine trên mạng Facebook, Instagram và Twitter. Đây là cái nhận xét của Tổng Giám đốc của cái trung tâm tên là Center for Countering Digital Hate. Đó là Imran Ahmed nói như thế này. Trên mạng xã hội bây giờ có một cái nhóm, một dozen, tức là chúng ta gọi là một chục 12 đó. Cái nhóm đó tên là Disinformation Dozen, tức là một cái nhóm 12 người mà chuyên môn loan truyền những cái tin không đúng sự thật. Cái nhóm này tung ra 65% tất cả những cái tin tức giả về vaccine ở trên các mạng xã hội như là Facebook, Instagram và Twitter. Thưa quý vị, cái nhóm này nói cái gì? Họ nói rằng thứ nhất, vaccine là một trò chơi khăm. Cái thứ hai là đại dịch COVID hoàn toàn không có thật. Và họ thậm chí họ bảo rằng nếu mà có một cái loại vaccine mà bây giờ nước Mỹ đang gọi là phấn khởi cho rằng và Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson đang giúp ngăn chặn cái đà lây lan của đại dịch COVID ấy, thì theo cái nhóm 12 người này họ nói rằng cái loại vaccine nó không thể tin tưởng được. Vì lý do là nó đã được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nó đã được sản xuất trong một cái thời gian quá vội vã. Trung bình một cái loại thuốc vaccine, thí dụ như flu hàng năm chẳng hạn,
người ta cũng phải có thời gian cả năm trời, 2 năm trời để người ta nghiên cứu. Đằng này, cái loại vaccine COVID-19 thì trong vòng 9-10 tháng thôi đã được hoàn tất và được tung ra thị trường. Đó là lý do tại sao mà sáng nay bác sĩ Anthony Fauci đã phải lên trên hệ thống truyền hình trấn an mọi người rằng không, khoa học là khoa học. Cái vaccine đó được nghiên cứu và sản xuất tức khắc bởi vì nó đáp ứng với một cái tình hình là đại dịch trên toàn thế giới, chứ không phải như là cái dịch flu bình thường hàng năm tại nước Mỹ chẳng hạn. Thì cái nhóm gọi là disinformation dozen này đó, họ còn có một cái kỹ thuật nữa, họ nói như thế này. Họ bảo rằng các bác sĩ đó, mà sở dĩ các bác sĩ mình là cổ suý quảng bá cái việc chích vaccine, bởi vì các bác sĩ đó cũng có lợi nhuận trong vấn đề chích vaccine. Thí dụ một cái trung tâm chích được bao nhiêu mũi đó thì được hưởng bao nhiêu tiền đó, vân vân. Thì như quý khán giả cũng biết là người Việt chúng ta đã được chích vaccine khắp mọi nơi, từ trung tâm y tế cho tới các dược phòng, cho tới CVS, cho tới Walmart, vân vân. Chúng ta không mất tiền. Và nếu hỏi kỹ những trung tâm đó, họ chỉ được chính phủ huấn luyện cho những nhân viên của các trung tâm đó chích vaccine mà thôi. Thành thử ra cái nhóm mà disinformation dozen này đó đã đổ một cái tiếng oan cho cái giới y học, cho rằng giới y học đã cấu kết với các tập đoàn sản xuất vaccine vân vân để chích càng nhiều thì họ càng có tiền bỏ vào trong túi của họ. Đó là một cái thuyết âm mưu rất nguy hiểm, nhưng mà vẫn có người nghe theo. Những cái người này đó, họ còn điều hành một số những cái mạng xã hội trên Internet và họ dùng nhiều cái danh xưng khác nhau. Và họ thường xuyên quảng cáo các loại sản phẩm lấy từ thiên nhiên, tức là Natural Health. Disinformation Dozen, tức là 12 người mà phát tán những cái tin này đó, còn bán các loại thực phẩm thiên nhiên và sách báo viết về các loại thức ăn thiên nhiên. Họ nhất định không tin vào khoa học theo cái kiểu đã qua những phòng thí nghiệm rồi, mà họ nói rằng ăn thức ăn thiên nhiên, dùng những phương pháp hít thở vân vân thì có thể chữa được, trị được cái mà họ nói rằng cái COVID-19 này. Thậm chí họ bảo COVID-19 là một cái trò chơi khăm nữa. Cái nhóm disinformation dozen phủ nhận đại dịch và cho rằng đó là trò chơi khăm. Họ cho rằng vaccine là một cái loại thuốc giả không thể dùng để ngăn ngừa bất kỳ một bệnh tật nào. Họ nói rằng COVID không có thật và họ hạ giá trị của các bác sĩ. Họ cho rằng các bác sĩ đã kiếm tiền như chúng tôi nói lúc nãy. Thì thưa quý khán giả, cái vấn đề được đặt ra là như thế này. Tại sao cái những nhóm này họ có thể đạt được một số những cái kết quả khi mà họ lan truyền những cái thuyết âm mưu như vậy? Đây là một trong những kỹ thuật của họ. Họ biết rằng họ bị các mạng lưới gọi là an sinh, xin lỗi quý vị, xã hội như là Twitter, Yahoo, YouTube vân vân chặn họ đó. Cho nên họ có một cái dấu hiệu để mà nhận diện lẫn nhau trên các mạng xã hội đó. Cái đó là chữ V. Họ nói rằng bất kỳ lúc nào mà chúng ta mở mạng xã hội ra mà thấy có một cái hình ảnh chớp lên chớp xuống chữ V này đó, tức là cái nhóm đó họ hiện diện trong những cái bản tin mà sẽ được gửi ra cho mọi người. Cái kỹ thuật thứ hai là họ dùng một số những nhân vật rất có tên tuổi và nói rằng những nhân vật đó đã chết vì COVID-19, chết vì vaccine, để họ nói với những người xem các mạng lưới xã hội của họ rằng chớ bao giờ tin tưởng vào cái loại vaccine mà hiện nay chính phủ Mỹ đang cổ suý. Đưa một cái thí dụ cụ thể. Một trong những người mà bị cái nhóm này sử dụng tên tuổi để mà quảng bá cho cái thuyết âm mưu của họ đó, đó là ông Robert F. Kennedy Jr. Chúng ta biết rằng đây là một trong những nhân vật nổi tiếng trong dòng họ Kennedy. Thì họ dùng một cái đoạn phát biểu của ông Robert F. Kennedy, họ cắt xén và họ tạo ra một cái nội dung rằng ông Robert F. Kennedy Jr. đã cho rằng cái ngôi sao đánh banh baseball nổi tiếng của nước Mỹ là Hank Aaron đã chết vì chích vaccine COVID-19. Sự thật là như thế nào?
Đó là hoàn toàn là một cái điều dối trá. Bởi vì Robert F. Kennedy Jr. nói với phóng viên của đài National Public Radio rằng chưa bao giờ Robert F. Kennedy Jr. lại đề cập đến một cái tin tức mà hoàn toàn giả mạo, hoàn toàn dựa trên một thuyết âm mưu như thế cả. Tức là cái nhóm mà Misinformation Dozen á, họ đã lợi dụng tên tuổi của Robert F. Kennedy Jr. và họ lợi dụng tên tuổi của ngôi sao đánh banh baseball nổi tiếng Hank Aaron để nói rằng Hank Aaron đã chết vì trích COVID-19. Nhưng mà hoàn toàn là điều dối trá. Thì thưa quý vị, hiện nay đó, tại nước Mỹ, cái số người mà vẫn không có tự tin vào vaccine và rất là ngại ngùng khi mà được khuyến khích đi trích vaccine nhiều chứ không phải ít. Một cái hiện tượng là một cái số đông những người của Đảng Cộng Hòa không muốn trích vaccine. Có thể đó là vấn đề phân rẽ giữa Dân Chủ và Cộng Hòa về quan điểm chính trị. Tức là đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang, trích vaccine hoặc là không trích vaccine là Cộng Hòa Dân Chủ v.v. Nhưng mà thưa quý vị, đây là một cái cuộc nghiên cứu của Indiana University. Họ thấy như sau. 1/4 các bà mẹ mà có con học tại Indiana University đó nói rất rõ là vì mỗi một ngày các bà mẹ này xem tin tức ở trên Facebook, trên Twitter, họ thấy rằng có những cái tin tức loan truyền rằng vaccine không an toàn, vaccine và COVID-19 là một trò chơi khăm, cho nên các bà mẹ đó bản thân họ không trích và họ cũng không muốn cho các con mình trích vaccine nữa. Đó là lý do mà hiện nay nhiều tiểu bang Hoa Kỳ vẫn cứ tiếp tục phải cổ suý cái chương trình trích vaccine. Ai trích thì được thưởng cái này hoặc là được cho một khoản tiền như thế này, vân vân. Một cái cuộc nghiên cứu tuần lễ trước cho thấy rằng tính từ tháng Giêng năm 2021 cho tới ngày hôm nay, thì cái số người Mỹ mà tin tưởng vào vaccine và sẵn sàng sắn tay lên để cho người ta trích vaccine đã tăng được 10%. Tuy nhiên, vẫn có một số người cương quyết trả lời với các cuộc phỏng vấn rằng họ sẽ không bao giờ trích vaccine cả. Có người viện vào lý do tôn giáo, có người viện về lý do cái niềm tin đối với thuốc vaccine, và thậm chí có những người còn nói rằng họ hoàn toàn không tin coronavirus là có thật. Phải nói một điều thế này, không thể hiểu nổi. Nói theo đồng bào trong nước, nói là hiểu được thì chết liền. Bởi vì biết bao nhiêu người ở những phần đất khác của nhân loại đang trông mong có một ngày họ được trích một mũi vaccine để yên tâm sống. Thì nước Mỹ vẫn có một bộ phận vì lý do tôn giáo, vì lý do chính trị, vì lý do Cộng Hòa hoặc Dân Chủ, vân vân, vẫn không tin vào vaccine và vẫn không tin rằng đại dịch là có thật. Hiểu được, chết liền. Xin chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục Điểm Tin sáng thứ hai tuần tới. Tự Lực Bookstore hân hạnh loan báo với quý độc giả, nhân dịp kỷ niệm 35 năm hiện diện trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và cũng để chào mừng mùa xuân sau một năm dài đại dịch coronavirus hoành hành khắp thế giới, nhà sách Tự Lực giảm giá từ 20% đến 60% tất cả các loại sách CD, DVD cho khách hàng mua online, mua tại nhà sách hoặc mua qua phone. Độc giả mua trên 100 mỹ kim tiền sách hoặc trên 100 mỹ kim tiền CD, DVD sẽ được free shipping trên toàn nước Mỹ, ngoại trừ Alaska, Hawaii và Guam. Chương trình giảm giá bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm 2021 đến ngày 10 tháng 5 năm 2021. Địa chỉ của nhà sách Tự Lực là 14318 Broker Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại số miễn phí để quý độc giả gọi vào mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749, và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.
www.tự lực.com. Nhà sách Tự Lực Hân Hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Văn Minh Cầm Đũa của tác giả Thái Gia Kỳ. Thế nào là Văn Minh Cầm Đũa? Tác giả Thái Gia Kỳ nêu câu hỏi. Các bạn thử xem, trên thế giới có nước nào trước đây người dân dùng đũa trong bữa ăn mà không từng sử dụng chữ Hán không? Tôi thử đổi lại câu hỏi khác. Các bạn thử tìm xem, trên thế giới có nước nào từng sử dụng chữ Hán trong mọi sinh hoạt mà người dân vẫn ăn bốc hoặc dùng dao nĩa không? Sự thực hai câu hỏi trên chỉ là một, nói lên sự gắn bó mật thiết giữa văn hóa chữ Hán và văn hóa cầm đũa. Người Khmer, người Mã Lai, người Thái Lan và người Miến Điện không cầm đũa ăn cơm mặc dù họ vẫn sống trên đồng ruộng lúa nước. Sống trên vùng lúa nước nhưng không phải là lý do chính đưa đến việc sử dụng đôi đũa. Cái chính là vì họ không chịu ảnh hưởng của nền văn hóa chữ Hán, trong đó có tập quán cầm đũa trong bữa ăn. Tác phẩm Văn Minh Cầm Đũa, những tương đồng trong văn hóa xã hội các nước của tác giả Thái Gia Kỳ hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Proper Street, thành phố Garden Grove, California. Điện thoại để quý độc giả gọi vào cho nhà sách Tự Lực mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749. Và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả truyện dài Sương Ký Ức của tác giả Đặng Mai Lan do Văn Học Press xuất bản. Sương Ký Ức, tựa đề của tác phẩm, khiến độc giả có thể mường tượng được phần nào nơi chốn mà tác giả Đặng Mai Lan hồi tưởng và dàn trải trong cuốn sách. Đặng Mai Lan viết về Đà Lạt, thành phố sương mù, viết về những kỷ niệm với nhiều nhân vật, trong đó có Thiện, có Thịnh. Mời quý độc giả cùng nghe một đoạn Đặng Mai Lan viết trong tác phẩm Sương Ký Ức. Cuối cùng thì họ cũng bước vào nhà. Cánh cửa được mở một cách dè dặt, nhẹ nhàng, nhưng đã xô ập vào nhà một lượng không khí mờ đục lạnh buốt phía ngoài. Thiện nói, ôi sương nhiều quá. Trên đường về có lúc tưởng như lạc không thấy lối ra. Tôi nhìn ra cửa, sương như chưa bao giờ nhiều đến thế. Sương như mây mỏng, tràn vào nhà. Sương che khuất những đường nét trên khuôn mặt Thiện. Tôi không nhận ra anh. Anh lạ quá. Từng phút, khuôn mặt anh nhạt nhòa, biến đổi. Từ đêm đó, sương không chỉ ôm ấp màn đêm, thung lũng, núi đồi. Sương che luôn cả mặt trời, biển rộng và những lớp cát ẩm ướt dưới đuôi chân tôi. Cả đời, không gian, khung cảnh đó chẳng bao giờ tôi quên. Nơi đó, thời điểm đó bắt đầu là những nỗi buồn. Tôi thực sự biết thế nào là bạc bẽo, bơ vơ. Nỗi buồn của được và mất là khởi đầu, bắt đầu của một đời người. Đêm nay, ngoài kia chắc sương cũng đang đổ xuống trên khắp núi đồi, phố nhà. Những vạt sương ký ức lan man trong sương là những khuôn mặt buồn hiu. Chú Thịnh thịt da nát tan, Thịnh chân trời góc bể, còn Thiện giờ lưu lạc về đâu? Thưa quý khán giả, truyện dài Sương Ký Ức của tác giả Đặng Mai Lan hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brooker Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại để quý khán giả gọi vào mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749, và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com.
Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1-888-204-7749 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com. Trung tâm dinh dưỡng và tự lực Bookstore hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán thính giả Sleep Better 1000, một dược phẩm thiên nhiên nổi tiếng của bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, có công năng phục hồi giấc ngủ cho những ai mất ngủ lâu ngày vì căng thẳng, âu lo, trầm cảm, đau nhức hay do một căn bệnh nào khác, đưa đến tình trạng suy nhược thần kinh và cơ thể, mất khả năng tập trung, kém trí nhớ, ăn uống không ngon và nhiều hậu quả khác. Sleep Better 1000 sản xuất tại Hoa Kỳ bởi một viện bào chế đáp ứng các quy định an toàn của FDA. Mỗi chai 60 viên, giá chỉ có 39 Mỹ Kim. Dù mất ngủ vì bất cứ lý do nào, xin quý vị hãy gọi ngay cho Trung tâm Dinh dưỡng Tự lực Bookstore số điện thoại 1-888-204-7749, 1-888-204-7749. Sleep Better 1000, ăn được, ngủ được là tiên.